bằng con chứ nhiều, Nếu còn trăng con nhỏ con mà. còn tăng mà lưng cái tay lưng Dạ tại vì mà con người Việt, Việt kiều mình mà, Việt kiều á. như kêu Dạ Việt, Việt kiều USA xa lắm là ở ở bên bên Mỹ. yeah. Dạ. Đủ xa lắm mà tới đây. À đủ. Tấm thân bé nhỏ xin chào cả nhà mình. Hiện tại bây giờ là 4 giờ rưỡi chiều mà hai anh em bắp vẫn còn lượn lờ ở trong rừng cả nhà. Trời thì cũng đang sắp mưa lớn, bắp thấy mù đen hết trơn luôn. Hôm nay là hai anh em bắp vào cái khu rừng mới để khám phá cuộc sống của bà con người đồng bào Rắc Lây sống ở trên này cả nhà. Nhưng mà vô bên trong đó thì bắp nghĩ là không có kịp, tại vì giờ này cũng trễ mà trời thì sắp mưa rồi, sợ chạy ra rừng không kịp cả nhà. Đi đến đây là bắp có thấy một chiếc xe đạp, trên chiếc xe đạp là có một bó củi. Hai anh em bắp đi ngang qua đây thì có thấy một cô đang chặt củi trong kia cả nhà, nhìn cô rất là thương luôn. Không biết là nhà cô ở đâu. Bắp mới dừng chân lại đây để tới hỏi thăm cô. Nếu hoàn cảnh của cô khổ thì bắp xin cô chú anh chị mạnh thường quân giúp đỡ cho cô cả nhà. Bắp nghĩ là cô đi chặt củi để bán á. Cô chặt củi ở phía bên trong kia cả nhà mình. Hello, con chào cô. Dạ. Cho con hỏi thăm cô xíu nha. Dạ. Cô đang chặt củi hả? Ôi ôi, giờ này sắp mưa lớn, trời mù đen hết trơn rồi kìa. Cô thấy không? Thấy chưa? Dạ. Chặt củi để lại, mai mai trở lại. Cô chặt những cái cây củi khô cả nhà. Ủa cô chặt củi về cô nhóm lửa hả? Chặt củi bán kiếm tiền. Chặt củi bán kiếm tiền hả? Ừ. Dạ, thương như vậy. Bán một bó 25 ngàn. Một bó 25 ngàn. Ừ. À, con thấy cô cột cái bó củi ở trên xe á. Ừ. Là một bó như vậy 25 ngàn hả? Ừ. Dạ. Một bó 25 ngàn kiếm tiền cho mua muối, mua bún ngọt ăn. À, giữ lại để cho con đi học. À, con mình đi học kiếm tiền để mua muối bột ngọt. Ừ. Rồi còn dư lại là để dành cho con đi học. À. Ồ, nghe thương dữ vậy. Nhiều lắm mà. Dạ. Nhà cô ở đâu cô? À, chưa tìm rồi. Đâu có người ở. Chờ trên đó hả? Ừ. Trời làm mới đó. À dạ. À, ban đêm mình ngủ trên đó luôn hả? Ban đêm đâu có ngủ đâu, về con à. Đi học ai mà giờ. Vậy là nhà cô có nhà dưới làng đúng không? Đúng. Dạ. Nhà ở dưới làng cũng nghèo lắm, đâu có từ BPO gì đâu. Dạ. Nhà nghèo mà. Bò không có. Bò không có. Ừ. Có heo không? Từ bì không có, heo không có, gà không có. Dạ. Lo chặt củi không? mình vơ vơ mấy cái củi khô đúng không? Ừ. Dạ. Để con cầm cái rửa cho. Là cô giác cô để qua đường đó hả? Ừ. Rồi mình gom lại mai mình chở đi hả? Đem một chú ngày mai mới chơi lại. Dạ. Rồi mình để ở đây thì người ta thấy củi người ta có lấy không? Không lấy đâu, người ta thương người ta thấy củi mình mà. À. Không có ai lấy của ai đúng không? Ừ. Để đưa con giác phụ cho, giác nổi không? Giác nổi nha. Sao cô không chặt mấy cây tư nè? Ừ, không. Chặt mấy cây tư là ở tù luôn á hả? Thôi cô ha. À, làm tượng bắt cây khô á. Dạ. Cây tươi á. Thôi con xúa dạy, con nói giỡn á nha, đừng có chặt thiệt nha.
Xíu xíu nữa trời sập sập tối cái vô chặt thiệt ơi. Mà có chặt xuống rồi giá cũng đâu có nổi. Đúng cô? Cô ơi, con đi lên trên này con bán đồ á, con mua giùm con mớ đồ ơi. Tiền đồ mua. Dạ. Đang chắc cuối. Có tiền không cô? Không có tiền. Không có tiền hả? Hết tiền rồi. Không ấy bây giờ con lấy cái bó củi của cô á, con đổ đổi hết cái đống quà cô chịu không? Cô chịu không cô? Chịu, con đâu có chụm cái đó đâu. Mà cô chịu không? Cô ngồi đây con chờ chuyện cô xíu nha. Cô ngồi đây nè. Đó, cô cháu mình ngồi đây nha, không sao đâu. Một xíu mà mưa lớn là con ngồi con bảo vợ con che cho che chở cho con. Bên này lông đâu có tông bạc đâu bảo vệ. Dạ bỏ nón luôn, bỏ nón cho thấy rõ mặt. Đó, dễ thương nghe chưa? Đâu có dễ thương đâu. Dạ. Bằng con chứ nhiều. Nếu con trăng. Con nhỏ con mà. Con trăng mà lưng cái tài lưng mà. Dạ tại vì con người Việt Kiều mà. Việt Kiều á. Việt Kiều. Dạ Việt Kiều USA. Được xa lắm à. Là ở bên Mỹ. Yeah. Dạ. Đồ xa lắm mà tới đây. À đồ. Xa lắm. Con đi máy bay về đây mà. Con về đây là con học tiếng Việt. Tiếng rất là dân tộc Bắc Ái. Dạ. Hôm bữa giờ là con về Việt Nam. Con về Việt Nam là con đã học tiếng Việt rồi. Bây giờ con lên trên này con học tiếng rất là. À, tiếng rất là Bắc Ái. Dạ đúng rồi. Tiếng thuận. Dạ. Cô chỉ cho con nha. Dạ. Được không cô? Chị sao biết được? Chị tiếng người đồng bào rất là á. Napo. Napo. Napo là cái gì cô? Napo đi rẫy. À, Napo đi rẫy. Ừ. Bắc bù. Bắc bù. Bắc bù là bắt bò. Chứ là gì cô? Là gì cô? Bắc bù là gì cô? Ăn cơm. Ăn cơm. Ừ. Ví dụ như là chưa ăn cơm nói sao? Biết tiếng dân tộc rồi mà. Con đâu biết đâu? Biết chứ mới nói được hả? Thì con bắt trước cô đó, cô nói con bắt trước đó. Dạ. Biết rồi mà nói nữa. Dạ. Đó. Sao mưa rồi. Đi xưa này đi không được nha. Nước lớn lắm hả? Nước lớn lắm. Dạ. Cô cho con hỏi là cô tên gì cô? Nghiến. Dạ. Cái tên thì Nghiến. Cái tên thì Nghiến. Ừ. Là mình nghiến qua nghiến lại chứ hả? Nghiến. Là cô năm nay nhiêu tuổi rồi? 76. 76. 76. Dạ thì tạm thời 76 đi. Ừ. Cô có mấy đứa con? 5 đứa con. 5 đứa. Ừ. Là chú ở nhà làm gì? Chú đâu có ở nhà đâu. Chú để về làng của nó rồi. Chú bỏ 6 năm nay rồi. À, từ 2019 chú bỏ mẹ con của cô là mấy năm nay rồi? 6 năm nay rồi. Dạ. Cứ kiểu như là ly hôn á hả? Ừ. Dạ. Ly hôn. Chưa có ly dị. Chưa ly dị hả? Mới ly thân à? Ừ. Lâu lâu gặp nhau một lần đúng không? Hả cô? Ừ. Lâu lâu có gặp nhau một lần không? Đâu có. Không có hả? Không có. Cô có mấy đứa con rồi? 5 đứa. Trời ơi má ơi, 5 đứa luôn. 5 đứa. 5 đứa lớn chưa? 3 đứa trai, 2 đứa gái. Dạ. Mà bà lớn hết chưa? Lớn hết rồi. Đứa lớn... đầu là bao nhiêu tuổi cô? À, lớn đầu, đứa đầu là 20 tuổi rồi. 20 tuổi, trai hay gái? Trai. Dạ, lập gia đình chưa? Chưa. Dạ. Ở nhà về. Ở nhà. Ừ. Ở nhà có đi làm không? Không có. Rồi ở nhà mẹ nuôi vậy hả? Mẹ nuôi không. Ôi. Mệt lắm. Thanh niên đủ thanh tuổi niên. Trưởng thành đủ lông đủ cánh rồi đi làm đi ăn đi chứ. Mình không dám nói nữa. Để mất, phụ mẹ chứ. Mà mất con nó thấy tông mạng nên mình mang tiếng cho nó. Dạ. Ừ. Rồi mấy đứa kia? Mấy đứa kia gái hay trai?
Một đứa còn hai đứa, một đứa đi chăn bò cho người ta. Dạ. Một đứa nữa ở rãi. À ở rãi trên đây hả? Ừ. Gần đây không cô? Ừ xa. Xa. Đi mà. Lên núi kia. Vậy hả? Mới tới. Đi chăn bò cho người ta chưa hết năm. Còn một năm rưỡi nữa mới về. Dạ. Để người ta cho bò một con. Một con bò là 2 năm rưỡi. Dạ. Ở nhà đó có bò đó. Để chăn, con để chăn bò cho người ta. Người ta mới cho bò. Là mình nhà mình được mấy con? Không có bò. Không có bò hả? Không có. Đi chăn rẻ không, đúng không? Con đang đi chăn cho người ta. Dạ. Đi thả bò cho người ta 1 năm rồi. Còn 1 năm rưỡi nữa mới hết năm, mới về. Đem bò về. À. Ở nhà nghèo lắm, đâu có bò đâu. Đâu có làm. Cô có mấy đứa con nhỏ? Con nhỏ, con hết của lớp 7 một đứa, lớp 3 một đứa. Đứa nhỏ. Dạ. Yeah. Cũng nặng lắm đó cả nhà. Củi này chưa khô hẳn nè. Còn tươi nè. Nặng lắm đó chứ. Chặt cả buổi chiều được bó củi đó hả cô? Bó vậy bán 25 ngàn đó hả? Ừ. Dạ. Cứng ghê ha. Mệt không cô? Mệt lắm ạ. Chặt từng khúc một khúc vậy. Chắc vừa mới năm nay rồi. Dạ. Từ 2019. Đường ngày nào cũng đi chặt củi hết. Sau 7 năm. Dạ. Cô đi lủi thủi một mình ở trong rừng á, cô không sợ hả? Sợ đâu, có người ta làm mình đâu mà sợ. Dạ. Cọp không, đâu. mình sợ cọp, sợ rắn nữa chứ. Ít, đâu có sợ đâu. Không sợ hả? Cọp rắn là anh em mình. Giỡn hoài. Nó thương mình mà. Phải thương không? Thương chứ. Nó thấy mình khổ lắm mà. Nó không chấm căng đâu. Dạ. Hay ha. Ừ. Cô chặt củi hay quá. Được rồi, cái này chặt cho ngắn nữa hả? Ừ. Chặt dài quá, người ta trùng không được. Được chứ, cái gì đó mà dài cái gì. Nhà của cô ở dưới làng á, là nhà xây hay nhà gì cô? Nhà nước sôi. Dạ. Tăng ra đi. Ôi ôi, con thấy cái cán rượu của cô nó bị sụp sạch rồi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm cũng chắc. Không có nguy hiểm không cũng chắc. Cô giỏi ha. Dùng sức mà. Dạ. Ung dùng sức mà làm. Thường ngày á là cô với lại mấy đứa con của cô á. À, ăn cơm với lại cái món gì vậy cô? Ăn cơm với muối với có bông ngọt, ăn với bông ngọt. Ăn cơm muối bột ngọt hả? Kim măng. À. Mày hôm qua mình kim măng một gùi đó, mình luộc. Dạ. Mình để ở nhà để cho con ăn. Mình luộc mang lên chấm muối ăn cơm vậy thôi hả? Ừ. Mình có dư tiền để mình mua cá khô mình ăn không?
Dơ tiền mình mua cá khô ăn chứ không có dơ thì bó tay. Dạ. Khổ ha. Hồi nãy là cô nói ở trên rẫy, ở trong rừng đúng không? Ừ. Là ai ở trên? Được con trai ở trong rừng. Dạ. Có một mình, một mình em đó. Ở trong đó hả? Ừ. Gan như vậy. Cô là cô về làng. Con đó năm nay 15 tuổi. Dạ. Ở trong rừng. Từ đây cô đạp xe đạp về làng xa không cô? Xa chứ. Xa lắm hả? Ừ. Mà chở cái bó củi này nặng nữa ha. Nặng. Đi có khi nào nhõng bên luôn không? Hả? Có khi đi chạy 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 có khi nào cái kiểu như hoài sau nó nặng quá, hoài trước nó nhẹ á, rồi nó nhõng bánh lên luôn không? Nhõng bên luôn. Nè, đứa cười không? Dạ. Ồ, tính ra cô cũng mạnh ghê ha. Rồi đưa con chặt thử coi. Chặt chỗ đây đúng không? Mà sao bằng cây kia được đúng không? Ừ. Đây là dừa nè. Chặt không biết. Ồ, thấy cái cây rượu nó muốn sức rồi cả nhà. Này bể đúng không? Ui. Ừ? Người ta chịu không? Chắc hai bên chứ. Chặt xấu người ta không chịu hả? Ôi ôi, củi mà không phải xấu nữa, xấu chứ đẹp nữa hả? Đó, được rồi nè. Để vô chặt đi. Chặt gì dùng sức cũng mệt lắm thôi cô ha. Dạ, cứng quá, còn cứng quá. Chưa được, chưa được. Cũng chua lắm chứ bộ. Cũng mạnh. Mạnh hơn ở quê nữa. Mạnh chứ. Đó. Vậy là được đúng không cô? Đi về. Bây giờ cô về hả? Ừ. Dạ. Cô có mang theo cái gùi nè. À, bên trong cái gùi có hai quả dưa. Dưa này dưa gan hả cô? Dưa này dạ. Đó nha. Dưa gan hả? Ừ. Hay là dưa leo? Đâu có dưa gan. Là dưa gan. Thơm lắm. Con gà ăn đâu. Con gà không? Này. Dạ không à, con không mang. Hồi nãy là con có nói với cô á. Là cô lấy cái bó củi này. Cô đổi cái đống quà con treo trên xe á, cô chịu không? Chịu. Chịu hả? Ừ. Ồ, khôn dễ sợ. Tế đưa gọi là khùng miết. Dạ. Ta nói khùng mà hoài. Ủa thì khôn mà nói khôn chứ sao? Nên sao nhờ mày đúng. Bây giờ đổi, đổi quà hả cô hả? Giờ lấy củi xuống đi. Đổi quà nha. Ừ. Ok nha. Mà đổi có hối hận không? Đi và mày kiên đâu mà đổi quà cô có hối hận không? Không hối hận. Không hối hận đúng không? Hối hận chứ mày ngày mai không có tiền. Hối hận. Giờ sao con cho cô suy nghĩ cho kỹ á. Chứ để mất công đổi cô hối hận nữa. Hối hận tại vì ngày mai con đi học. Dạ. Không có tiền. Không có tiền hả? Đưa 5 ngàn ăn. Dạ. Sáng mà. Thì trong quà kia có đồ ăn mà. Có gạo, có cá khô đều luôn. Sáng mình nấu cơm á, cho nó ăn cơm cá khô đi học cũng được. Ừ, đưa nhỏ, đưa có ăn cơm đâu, đưa nhỏ, đưa ba. Đưa mà học lớp 3 đâu. Nó không ăn cơm đâu. Dạ. Chứ ăn gì? Đưa ăn bánh không? Ăn bánh không hả? Ừ. Ăn cơm mới no chứ, ăn bánh sao no. À, biết. Cũng mệt càng ngày luôn. Dạ. Kiếm tiền hoài.
Dạ. Bó củi, buổi chiều một bó củi. Dạ. Cực khổ lắm. Bắp thay cô cũng rất là thường đó nha. Thôi thì cô tới đây ngồi gạo, nha cô. Cô tới đây ngồi đây, con tặng cho cô ít quà nha. Cô ơi, bỏ xe đạp đây luôn hả? Mất không? Cô đưa hai anh em bắp về rẫy cả nha. Về rẫy ở trong núi nè. Cô nói là từ đây mà về làng xa lắm. Về bắp mời cô chứng chị mình đồng hành cùng với bắp theo cô để lên trên rẫy thăm căn chòi của cô cả nhà, xem cuộc sống của mấy mẹ con cô ở trên đó sống như thế nào và ăn ở ra làm sao. Đen Thỏi ơi, 5 giờ chiều rồi cả nhà, trời mù đen luôn mà chưa có mưa. Mấy cô cháu đi hồi nãy giờ cũng 15 phút đồng hồ rồi cả nhà. Cô thì đạp chiếc xe đạp tôn. Đi vào cái con đường này thì nó có dốc cao cho nên là cô đạp xe không nổi. Đi bộ khỏe hơn cả nhà. Ây da. Ôi ôi, cô ơi. Nhà cô nằm tuốt trong này luôn hả? Dạ. Xíu hai anh em bắp ra rừng là tốt thui tốt bò luôn á. Ở trong này ban đêm sợ lắm hả cô ha? Không sợ hả? Sống quen rồi hả cô? Ban đêm người ta đi săn nhiều lắm. Đi đâu cô? Đi săn chim. Đi săn chim hả? Ừ, người ta đi rừng nhiều lắm. À. Chưa sợ đâu. Ở trong căn chòi cũ nhà cô có đèn năng lượng mặt trời không? Có đèn pin gì không? Không có hả? Bên có bình đá. À. Đèn năng lượng không có. Đèn năng lượng không có hả? Dùng cái đèn pin nhỏ nhỏ đúng không? Hết pin đem xuống làng sạc điện đúng không? Pin nhỏ nhỏ thì mua bên bỏ vô. Dạ. Hôm nay con xin cô chú nhà hảo tâm là dành tặng cho gia đình mình một cái đèn năng lượng mặt trời luôn nha. Cô vui không? Cô vui không cô? Vui lắm mà. Vui, quay qua đây cười cách coi. Cái cho mình là mình vui lắm. Dạ. Mình vui mừng cho cảm ơn mọi người cho. Con trai cô ở trên này làm rẫy hả? Ừ. Làm rẫy mình trồng được cái gì cô? Trồng bắp, trồng mì hay sao? Đậu. Trồng bắp, trồng đậu hả? À, đậu ăn đó, đậu làm canh đó. Dạ. Bữa giờ ở trên này mưa nhiều không cô? Làm nhiều nước mưa không? Không, ý cô hỏi là hôm bữa giờ ở trên này có mưa không? Mưa nhiều không? Mưa đâu có mưa nhiều đâu. À, một xíu nữa là chuẩn bị mưa lớn này cô ơi. Một lần, hai lần mưa lớn bữa. Dạ. Ở trong này á, bà con sống đông không cô? Đông không? Đông không? Dạ. Được bao nhiêu hộ? Cô biết không? Ở trong đó có 3-4 hộ. Dạ.
ở dưới này có một hộ á, một hộ dê cu. Dạ. Dê cu kia thôn chùa bên đó. Dạ, là bà con ở trong này là bà con làm rẫy đúng không? Ở chiều có về làng không hay là ở trong này luôn? Ở trong có một số người là ở trong này luôn. Dạ. À con quên cho con gắn cái này cái. Cô ơi cô. Con gắn cái này con nói chuyện cái. Dạ. Cô để ý giùm con cái mic nha. Để rớt là đủ nợ luôn á. Rớt đâu có bò đâu mà cho. Dạ. Rớt cái mít đó là 100 bó củi á. Chắc là có nuôi đâu, tháo dạ. Bó củi. 100 bó củi là mấy trăm à? Dạ. Một bó cưa 25 ngàn. Công việc chính của cô là đi chặt củi. Cô có làm công việc khác để kiếm tiền không? Công việc khác. Cứ đi làm thuê làm mướn đâu không? Làm thuê làm mướn à, công ty đã có nhận đó. Dạ. Người già, người ốm. Đẹp gái gì mà không nhận hả? Công ty cần người trẻ tuổi không à. Vậy hả? Ừ. Đẹp nó cũng không nhận luôn. Người già, người lớn tuổi rồi người ta không có nhận. Dạ. Đúng ra là công ty nó nhận người già, người biết lao động rồi. Mà công ty không có nhận. Dạ, ở đây thì có công ty nào? Ở đây có chứ. À, có ở bên kia cả, bên Cha Cô có. Ở dưới làng đó hả? Ở dưới làng bên Cha Cô. Dạ. Bên làng Phúc Thăng không có. Ôi, chưa tới nhà luôn hả? Xa dữ vậy chưa. Hả? Đã nói rồi hồi nãy mà xa lắm. Dạ. Ở dưới làng cũng xa, ở tỉnh này cũng xa luôn. Dạ. Ừ. Đi cũng mệt mỏi. Lúc đó mình kiếm tiền, mình để một xíu mà... nữa là màn đêm buông xuống á. À, sao con dám về vậy cô? Chắc mấy chục bó, mình mua xe để cũ, mình mới đi xe đó, mình mua xe đó, xe đạp hồi nãy đó. Dạ. Người xe cũ rồi người ta lấy 300 ngàn. Thôn bà coi cái nghề. Mệt lắm mà. Mình vô miết cả ngày, cả tháng, cả năm. Buổi sáng mình vô, buổi chiều mình về. Tại vì con mình đi học. Tối màn đêm buông xuống, sao con dám về trời? Tối con về. Con ngủ trên đó luôn nha cô nha. Nha cô. Hả? Cho con xin ngủ trên đó một đêm nha. Ngủ đi. Được không? Lạnh quá mà. Dạ. À, tối nay cô có về không hay là ở trên đó luôn? Ờ, về chứ. Về hả? Con không biết. Dạ, tôi mò sao thấy đường về? Nó trời cu đó. Đâu? Đó. À, chỗ kia hả? Ừ. Dạ. Ở chi mà ở tuốt luộc trong này trời? Đi đường lên trên đó xong dạ. Quay về là... Đất nhà mình ở trong đó hả? Đó, à. Con mình đang làm chuồng gà đó. Dạ, dạ, dạ. Thôi đi về con đi, tranh thủ về. Để... muốn mai mục để kim măng để bán, xong nó mua gà nuôi. Vậy hả? Nó làm chuồng tước. Dạ. Nó thương chưa cả nhà? Đi kiếm măng bán kiếm tiền mua gà nuôi. Nhà mình được mấy con? Hả? À? Nhà mình được mấy con gà? Chưa mua đâu. Chưa có con nào luôn hả? Chưa. Dạ. Làm chuồng tước mà. Ô, xe đi được đường này được không? Được không cô? Được không? Hay. Xe chạy vô được không? À, hay không được là đi không đường kia rồi. Xuống lại. Dạ, đi đường kia xuống đi lại. Đi đường kia xuống lại. Đường nào mà xe chạy vô được á, khỏi mất công mình gánh. Có con gà trống đi sau lưng cô nè. Cô nuôi không? Hả cô? Đó con gà trống đi sau lưng cô đó. Bốn mấy năm chục ký đó. Cô nuôi không? Nuôi không nuôi đâu. Có gì đâu mà nuôi không nổi. Ngày ăn hai chén cơm chứ nhiều.
Ừ, hai chén cùng. Trường chén, chị một chén chứ nhiều. Một chén gạo rồi hai chén cùng. Nuôi không nổi hả? Mình nuôi không một nổi ngày thì mình chắc nuôi có một bao củi sao nuôi được. Được. Thì nuôi nuôi con rồi con đi theo cô, con chặt củi phụ cô chứ. Hai cô cháu mình ngày kiếm 10 bó. 10 bó là được 250, 250 trên này sống vô tư rồi. À, hai con cháu là cô cháu có xe chở chở chở. Dạ. Cháu xe chở chở xe máy. Dạ. Cô là cha chở xe xe đạp. Có xe máy mà không có tiền đổ xăng. Không có tiền đổ xăng. Cô đâu có xe máy đâu, nghèo lắm. Dạ, nhà cô có xe máy không ạ? Ai cũng nói là nghèo lắm. Nghèo thiệt không? Nghèo từ hồi xưa rồi. Dạ. Hồi cha mẹ mình xưa, hồi xưa. Dạ. Cha mẹ mình đâu có giàu có đâu. Nước trong veo luôn. Ủa? Mình uống nước là mình lấy nước dưới suối này hả cô? Ừ. Đúng không? Uống nước này. Dạ. Suối đó suối mùa chứ... mưa có nước chứ chứ mùa nắng đâu có đúng không cô hả? Mùa nắng uống nước suối lớn kia. Dạ. Nước suối nhỏ này là nắng. Bên đây bà con chồng mình cả nha. Có phải là những cái đám mì này là người Kinh người họ có công tộc, ty á? Người dân tộc rồi họ đầu tư đúng không? Đầu tư thuê người đàn bà mình để chăm sóc cho nó đúng không? Ừ. Đúng cô? Đúng rồi. Dạ. Chứ người đàn bà mình không có vốn hả? Cô đâu có tiền đâu mà cài mà trồng mì. Đất nhà cô đâu? Đất nhà cô đây hả? Ôi ôi. Chắc đất nhà cô trồng cỏ để nuôi rắn quá. Đâu có bò nuôi đâu. Nuôi rắn cho nó bảo vệ cho mình chứ. Phải không? Nó bảo vệ mình để cho nó vui à. Dạ. Ừ. Nói chuyện với nhau. Nói rồi. Cô có mất cái bít không cô? Xa lắm mà. Cô? Hả? Cô thử có mất cái bít không? Mất cái bít là 100 bó củi á. Đó cũng mất đâu. Vậy hả? 100 bó củi làm sao mà. Cắt. Ồ, bên đây bò nè. Đâu có nuôi đâu. Bò nhà cô hả? Bò nhà cô, bò Hùng Sao Mời. Dạ? Gửi. Ai gửi? Hùng Sao Mời. À, chăn rẻ đúng không? Ừ. À, con quên. Là nhà cô nuôi bò rẻ cho người ta. À, chưa được con nào hả? Tháng, một tháng lấy tiền. À, tháng nhiêu? Tháng 200. Tháng bao nhiêu tiền? 200 một tháng. 200 ngàn chăn mấy con bò? Ừ. Chăn mấy con? Thiệt chứ, đâu có nơi lao đâu. Dạ. Cô mà nơi lao, xin thề luôn á. Dạ. Ừ. Ôi, gì mà rẻ chứ vậy? Nấu nướng ở đây. Ở căn chòi gia đình mình mới dựng đúng không? Ừ, mới làm. Dạ. Mình tiết kiệm mới năm rồi. Ở trên có cái cây điện mới nhỏ. Mới năm rồi, mới mua chuồn nè. Anh Thới ơi, vô lắp đèn năng lượng mặt trời cho gia đình cô luôn ơi. Chắc của mình để lại 5.000 mét. Mình để lại. Dạ. Mình mới gom, mình mua tuần nè. Dạ. Mình làm à. À, lấy thịt cho cô. Lấy thịt với rau. Lấy thịt rau trước anh Thới. Rồi lắp đèn sau. À, đưa cho cô để cô rửa thịt rửa rau và nấu nướng luôn đi. Cái chòe chị đó, chòe bên kia kìa. À. Là bà con dòng họ với cô hả? Ừ. À. Qua làm phụ hả? Ừ, nếu qua làm phụ cho con mình. À, ừ. Bằng đêm con cùng nhỏ ở trên này thôi. Ừ. Ôi, gan dữ vậy. Đây cô ơi cô. À, cô chú tặng một ký thịt heo nha. Ừ. Thịt heo tươi á. Cảm ơn. Với lại rau củ quả để dành nấu canh ăn cơm đi cô nha. Dạ, bây giờ cô rửa thịt đi. Ôi, nhà mình đang làm gì đây? Làm chuồng gà. Làm chuồng gà hả? Dạ, con chào cô nha. Nhà cô ở đâu cô? Nhà cô ở bên kia đó. À, nhà... Ở bên kia, ở dưới suối á. Dạ. À, nhà cô bên kia hả? Ừ. Dạ.
Rồi, cô nhỏ này là con của cô kia. Con của em nè. Anh chào em trai. Làm chuồng gà có gà chưa? Gà ít lắm. Gà được mấy con? Hai con. Có hai con à? Gà nhiều đâu, làm đại. Dạ. Ủa cái chuồng gà này chất lượng quá ha. Chuồng gà này ngon lành luôn á, chắc chắn luôn á. Không có gà nằm trong đó ngủ luôn. Không có gà nằm trong đó ngủ luôn hả? Ôi ơi, mặc cái quần rách đít thương dữ vậy. Hả? Bố ô đang ngại hà đồ. Rồi phải biết đi chỗ. Hấp bắp ô nồi rồi. Em trai tên gì em trai? Hả? Ờ em nhiêu tuổi rồi? Không biết tuổi luôn hả? 15 tuổi. Dạ. Có đi học không? Không. Ở trên này làm gì em trai? Được có làm. Không làm gì hả? Làm nhà cho mẹ. Dạ. Thường thường nhà mình ở trên này ăn cơm với lại cái gì? Hả em trai? Được tô. Cơm với rau. Ăn cơm với rau không hả? Có cá khô ăn không? Không. Không hả? Ôi thương ha. Đang chéo qua chéo lại vậy cô. Anh thở đang bắt tấm pin năng lượng cả nha. Ngôi nhà này cất được bao nhiêu lâu rồi cô? Mới làm. Mới làm được bao nhiêu lâu? Tháng sau. Dạ. Làm tháng sau. Dạ. Sao thôi rồi. Đó, cô thấy thịt heo ngon không? Hả ngon cô? Chứ. Dạ. Cảm ơn. Bao nhiêu lâu rồi gia đình mình mới được ăn thịt heo lại? Ừ. Lâu chưa cô? Bất tiền đâu mua thịt ăn. Chị hả? Ừ, ăn mang ăn. Lạ đậu không? Lạ đậu kìa. Này có thịt ăn ngon ha. Dạ. Nước nôi gì con không thấy gì hết trơn vậy? Nước đâu? À cái bình nước còn kia kìa. Cái bình nước còn kia kìa. Đó có đèn năng lượng mặt trời sáng lung linh rồi cô ơi. Cô nhìn bên trong nhà này cô à. Cô. Đó cô nhìn bên trong nhà nè. Sáng sáng chưa? Ủa chưa bắt. Chưa bắt cái đèn lên cô ơi. Hãy cô rửa thịt đi. Một xíu nữa con hướng dẫn cho cô sử dụng ha. Ôi ôi, tôi thui tôi mò luôn. Cô ơi, cô nhìn bên trong cô thấy cái đèn nhấp nháy đẹp không? Đó, bây giờ con mở xem thử sáng không nha. Đó, cô thấy sáng không? Cô nhìn bóng đèn kìa. Để xíu con hướng dẫn cô sau nha. Sáng chưa cô? À, sáng rồi. Có tôi như tắt ô. Rồi, con đã cài chế độ tự động ha. Cứ 6 giờ tối nó tự sáng, 6 giờ sáng tự tắt. Ban đêm sáng khó ngủ á, thì mình dùng cái đầu mốt này mình tắt rồi mình ngủ thôi cô ha. Bây giờ con hướng dẫn cô sử dụng nha. Cô nhìn vô cái đầu mốt nè. Nút này nút mở. Nút này nút tắt. Nút tắt. Rồi, cô mở đi, cô mở nút đó nút mở. Rồi, cô mở lên. Đó. Rồi. Nút kế bên là nút tắt. Rồi, cô chỉ cần biết hai nút đó thôi nha. Dạ. Còn ngoài sau á, là cái nắp pin. Hết pin là xuống tiệm tạp hóa mua hai trái pin lắp vô xài tiếp. Một năm nó mới hết một lần. Dạ. Thôi cô ha. Bảo quản cái đầu mốt khỏi bị vô nước nha. Vô nước là hư sử dụng không được đâu. Cảm ơn. Dạ. Hôm nay cô vui không? Vui chứ. Dạ bây giờ cô bật lên. Bật đèn nó lại đi. Đâu? Ủa? Mất rồi. Đâu? Đưa con bấm nào. Con bấm lúc nào? Ồ quên.
Bông chu nè chứ. Đúng rồi. Đó. Bông chu nè. Rồi, bây giờ cô đợi đó luôn đi. Cho sáng thôi. Ừ. Dạ. Cô ơi, cái đèn năng lượng mặt trời này là cái món quà của cô Thanh Tâm ở Úc dành tặng cho gia đình mình. Cô gửi lời cảm ơn đến cô Thanh Tâm đã tặng đèn cho gia đình mình đi cô. Cảm cho cô ơn. Vui. Biết nói sao chứ. Cô Thanh Tâm. Cô cảm ơn cô Thanh Tâm đã cho bông đèn. Dạ. Ừ. Chúc cô nhiều sức khỏe. Chúc cô chúc thôi, không biết nói nữa. Không biết nói nhiều đúng không? Dạ. Bây giờ cô ra ngồi này, cô xin cô chú là hỗ trợ lương thực thực phẩm cho gia đình mình nữa ha. Dạ cô vui không? Vui. Dạ, ra ngồi này con trao quà con tranh thủ con về ha. Ôi ôi, giờ này tôi thu tôi mò luôn rồi. Tươi rồi. Dạ. Ơi, con xin cô chú là dành tặng cho gia đình mình một ít quà ha. Để gia đình mình đỡ khổ một phần nào đó trong cuộc sống nha. Cô chú dành tặng cho gia đình cô là một bao gạo 10 kg. Ở đây là 2 thùng mì tôm. Hai cô ha. Cảm ơn. Xà bông gội đầu này cô. Nước rửa chén. À giặt đồ, xà bông giặt đồ quên. Sorry. Xà bông gội đầu đây. Hai cô ha. Dạ. Ủa cô này là như thế nào với cô? Chị ruột hả? Chị ruột. Dạ. Có gì cái món quà này cô ạ? Cô san sẻ với chị cô một ít ha. Dạ. Rồi cô chú là tặng trà nè. Cô em uống trà. Bánh nè. Bên cô kia uống không? Hình như kia. Dạ. Cô chồng mà. À, cho chồng cô kia uống ha. Dạ. Mình có chồng là uống. Đây bánh này cô. Chồng đi bộ đời. Bánh này cô. Dạ. Bánh này nữa. Đem cho thằng nhỏ. Dạ. Ở nhà. Cho cô kia một bịch. Dạ. Rồi mấy chị em chia ra nha. Ơi tặng đường cát 2 kg. Cảm ơn. Để dưới đi cô. Một xíu cũng được cái bọc rồi cô bỏ vô nha. Rồi cô chú tặng hũ trao. Đó. Cô thấy quà nhiều không? Cảm ơn. Dạ. Dầu nóng. Nhưng mà cái ăn của hai chai xì dầu. Đau lưng là thoa cái này. Dạ đúng rồi. Dầu nóng bóp tay bóp chân ha. Đau lưng rồi đó. Rồi cô chú tặng một lóc cá hộp. À, một lon sữa bò. Dạ. 2 bọc muối. 2 bọc bột ngọt. Gia vị. Bột ngọt. Dạ. Cảm ơn. 2 chai nước mắm. Nô. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn bột ngọt. 2 chai dầu ăn. Hai cô ha. Một xíu nữa là cô san sẻ cho chị của mình một ít nha cô. Nha cô nha. Bột ngọt. Cô ơi. Một xíu nữa cái quà này nè cô san sẻ cho chị của mình một ít thôi cô ha. Dạ đây. Mở bịch này nữa cô ơi. Không có bùn ngọt luôn trong nhà mà. Để... Rồi cô chú là tặng một cái mền với lại một cái mùng. Thấy cô ha. Tiếp theo là vật dụng này cô. Đũa. Đây. Một con dao. Ai được. 5 cái chén. Đầy đủ luôn. Rồi miếng rửa chén với lại miếng trà xô nồi. Một cái băng chải trà quần áo. Một cái son luôn. Cô vui dữ lắm đó cả nhà. Đồ không có son trong nhà. Có son lớn luôn. Đó. Đồ đẹp nè. Tặng cô dầu gió nè. 2 chai. Này 2 chai nữa. Ở đây muỗng. Giá bơi cơm, giá múc canh thôi cô ha. Ôi ôi. Trời sấm chớp cả nhà. Ở đây có một cái rổ với lại một cái thau thôi cô ha. Đó. Tiếp theo là cô chú tặng cá khô ha. À cô chú tặng một cái ấm nước nữa. Thôi cô ha. Dạ. Để nấu nước uống.
bà Sáu bán cơm Long Hải ở bên Mỹ dành tặng cho gia đình mình là 1 ký cá khô cơm biển. Đây. Em trai Ren Đành Chương ở Mỹ tặng cho gia đình mình là 2 ký cá khô cơm biển. Ba mẹ bé Nhật Anh, Nhật Huy ở Sài Gòn tặng 2 ký. Dì Mùi ở Mỹ tặng cho gia đình mình 1 ký cá khô. Còn cái này là cá khô đù của cô Mai Nguyễn ở Ga Lành bên Mỹ, tặng cho gia đình mình ha, 1 ký. Cô tặng thêm 1 ký nữa là 2 ký luôn. Đó, mình chia sẻ ra nha cô nha. Cô ơi, hôm nay cô thấy cô chú anh chị nhà hảo tâm tặng quà nhiều không? Nhiều cho làm cảm ơn mọi người. Dạ. Cảm ơn giám đốc công ty. Giám đốc công ty. Ít nên sao nữa. Đúng rồi, giám đốc công ty nhiều thành viên á. Tiếp theo là cái món quà cuối cùng. Cái món quà này rất là đặc biệt, là cô chú nhà hảo tâm dành tặng cho gia đình cô 1 ít tiền nha. Tiền mặt á. Để cô có một cái số tiền trang trải trong cái cuộc sống, nuôi mấy đứa con của cô nha. Tuy rồi con ở làng đâu có người đâu mà nó ăn. Dạ. Con là sao cô? Làng. Con nó đi học mà. Không, ý cô nói là cô chú tặng tiền cho cô. Cảm ơn. Dạ. Để cô có tiền cô mua gà cô nuôi nè. Ha. Đúng rồi. Dạ. Có tiền là mua gạo này kia nọ. Không, không, thôi cô ha. Không có tiền mà mua gà. Mua gà với heo. Ôi ôi. Sấm chớp ghê quá cả nhà. Ở trên núi cao sợ lắm cả nhà. Mua gà, mua heo, đâu có gà, đâu có tiền đâu mà mua nuôi. Dạ. Nghèo lắm. Trước khi con gửi cái món quà yêu thương của tất cả ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, thì con xin phép đọc tên cô chú cho gia đình mình biết cái tên của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, những người mà đã yêu thương giúp đỡ gia đình mình hết cô ha. Dạ. Con xin phép đọc tên của chú anh chị Mạnh Thường Quân, bác Tư Hồ Hải ở Mỹ 200.000, cô Mai Nguyễn ở Ga Lành bên Mỹ 100.000, cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ 200.000, các chị nhóm Hawaii ở bên Mỹ 200.000, cô Mai Trang ở Cali bên Mỹ 200.000, bà Ba Quỳnh, cô Mai Trần ở Sóc Trăng 200.000, cô Ngọc Trần ở Virginia bên Mỹ 100.000, cô Hạnh ở Sydney bên Úc 200.000, chị Kim Liên ở Mỹ 100.000, cô chú Nam Trung ở đất quốc Tân Nguyên Bình Dương 100.000, dì Ba ở Tây Úc 200.000, chị Emily ở Cali bên Mỹ 100.000, ông bà Hương Giang ở Atlanta Hoa Kỳ 200.000, chị Hằng ở Đài Loan, ông Ngô Văn Khải ở Gò Vấp, anh Du Hoàng Phát ở Đài Loan 200.000, anh chị Vinh Lơi ở Cali bên Mỹ 100.000, chú Quang ở Cali bên Mỹ 100.000, chị Amen Hiền Nguyễn ở Florida bên Mỹ 100.000, hai bác Huỳnh Long Chính ở Thụy Sĩ 100.000, anh Trần Đông Chiều, chị Nguyễn Thị Lan ở Texas bên Mỹ 100.000, gia đình Úc Tâm ở Melbourne bên Úc 200.000, bác Minh Mẫn ở Mỹ 100.000, anh Chí Minh Phan ở Mỹ 200.000, chú Ân Cô Mạnh ở quận 10 100.000, chị Liên ở Cần Thơ 100.000, hội người già Dị Ái Khanh, cô Hoa Dương ở Minnesota bên Mỹ 100.000, cô Lý ở Gia Lai 100.000, chú Khoảng, cô Tư ở Úc Châu 100.000, ông bà Trịnh Văn Kiểm ở Bình Phước 100.000, chị Thảo Phạm ở Cali bên Mỹ 100.000, nhà hảo tâm thành phố Houston, Texas bên Mỹ 200.000, nickname bà Giải 100.000, cô Phan Thanh Nhàn 100.000, cô Kim Hồ ở Mỹ 100.000, cô Hương Huỳnh ở Mỹ 200.000, cô Hồng Trần ở Mỹ 100.000, cô Đài Trang Kiều Đàm ở Mỹ 200.000, cô Ngọc Hiệp ở Đan Mạch 100.000, cô Hai quận 4 100.000, chị Yến ở Sài Gòn 100.000, cô Hương Ngô, cô Kính Nguyễn ở Mỹ 200.000, Phật tử chùa Việt Nam ở bên Mỹ 200.000, cô Thuận quận 2 100.000, bà Nguyễn Thị Nhung ở Mỹ 100.000, cô chú giấu tên ở Canada 100.000, cô Nga Sơn quận 2 Thủ Đức 100.000, cô Du Lanh ở Úc 100.000, cô Nga ở thành phố Hồ Chí Minh 100.000, cô Loan quận 5 100.000, cô Tuyết Mai ở Đài Loan 100.000, anh chị Vinh So ở Úc 100.000, chị Lệ Trang ở Mỹ 100.000, bé Kiều Tiên ở Hàn Quốc 100.000, cô Trang chú Chiều ở thành phố Rento bên Mỹ 200.000, cô Hai quận 8 100.000, cô An ở thành phố Hồ Chí Minh 100.000, cô Thùy ở thành phố Hồ Chí Minh 100.000, cô Hương Trần ở Cali bên Mỹ 100.000, cô Tâm Chương ở Cali bên Mỹ 100.000, chú Đặng Hội ở Mỹ 100.000, chú Hùng ở Cali 100.000, chú Phương, cô Úc Mỹ ở Đồng Tháp 100.000,
chị Nga ở thành phố Hồ Chí Minh 200 ngàn, chú Vũ Như Xuyên ở quận 3 100 ngàn, cô chú Vương Trần ở Úc Châu 100 ngàn, bác Châm Nhã ở Cali bên Mỹ 100 ngàn, ông Tâm ở Úc 100 ngàn, sư cô Chùa Liên Hải ở Trà Vinh 100 ngàn, anh Mỹ cô Hiến ở Cali 200 ngàn, cô Khương ở Đan Mạch 200 ngàn, anh Hôn Hỷ 93 100 ngàn, em Tiến Trương ở Úc Châu 200 ngàn, chị Phúc ở Mỹ 200 ngàn, chú Ri ở quận Phú Nhuận 100 ngàn, chị Thảo Vi ở Pháp 100 ngàn, chị Kim Hiền ở USA 100 ngàn, phụ Tùng Tâm Hoàng Yến ở Long Thành Đồng Nai 200 ngàn, anh Hữu Phước ở Cần Giờ 100 ngàn, cô Hoàng Thị Hải ở Đắk Lắk 100 ngàn, cô Quán ở Tiền Giang 100 ngàn, cô Hiền ở Hóc Môn 100 ngàn, chị Thúy đường Nguyễn Văn Linh quận 7 100 ngàn, chị Châu Phạm ở Mỹ 100 ngàn. Tổng số tiền của chú anh chị Mạnh Thường Quân trao tặng cho gia đình mình là 10.700.000. Cô mua tất cả những số quà kia hết là 1.875.000. Lấy 10.700.000 trừ cho 1.875.000, số tiền dư còn lại sẽ là 8.825.000. Cô thấy cái món quà này lớn không cô? Lớn lắm. Dạ. Cô chưa thấy anh về đâu. Dạ. Chưa từng. Số tiền lớn lắm ha. Dạ. Đợi con xíu nha. Dạ, cô, dạ, nhưng, à, cô ơi, con gửi cho cô nha cô nha. Con bật cái đèn LED lên á, nó hơi chói một chút xíu, cô chịu khó nha. Con gửi cho cô nha. Mở mắt đâu có được đâu. Tờ này bao nhiêu cô? Tờ đó 500. Dạ đúng rồi, cô cầm đi. Quà của cô á, 500 hả? 1 triệu. Để con kéo máy quay xuống xíu, thấy giờ rõ. 1 triệu rưỡi. 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 3 triệu. 3 triệu rưỡi. 4 triệu. 4 triệu rưỡi. 5 triệu. 5 triệu rưỡi. 6 triệu. Đây là phần quà của cô hả cô ha? Dạ. Rồi, bắp xin cô chú là hỗ trợ cho cô này một ít cả nha. Thấy cô cực khổ cũng rất là thương cả nha. Cô ơi, cô chú tặng tiền cho cô nha cô nha. Đây cô ơi, tờ này bao nhiêu cô? Để cô dành mua gạo nha. 500. Dạ đúng rồi, 500. 1 triệu. 1 triệu rưỡi. 2 triệu. Bên kia 6 triệu, bên đây 2 triệu là 8 triệu hả cô ha? 8 triệu. 825 ngàn. 500 nữa là 2 triệu rưỡi hả cô ha? Dạ. Tặng cho cô nhỏ này là 325 ngàn. Là ông bà cô chú tặng cho con để con dành mua bánh ăn. Rồi khoanh tay lại. Cảm ơn ông bà cô chú. Cảm ơn bà cô chú. Con cảm ơn ông bà cô chú. Con cảm ơn ông bà cô chú. Rồi cô ơi, cô có gửi lời cảm ơn gì đến cô chú đã tặng quà cho mình không cô? Cô chú anh chị á. Cảm ơn. Nhà hảo tâm á. Dạ. Cảm ơn. Rồi. Lời cảm ơn dễ thương quá. Cảm ơn. Dạ. Tối quá cả nhà. Rồi bây giờ con xin phép gia đình mình con giờ nha. Dạ nhớ là mua gà, lần sau con lên quay phim cho cô chú xem nha. Mua gà mua heo nha. Nha cô nha. Dạ. Con xin chúc gia đình mình thật là nhiều sức khỏe, vạn sự bình an trên khu vực rừng núi này cô ha. Dạ. Cảm ơn mấy cháu. Dạ. Một lần nữa bắp cũng xin thay mặt gia đình khoanh tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã dang ra vòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành những tập video của bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho bắp một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần cho bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Con bye bye gia đình mình, con về bye. Giờ bắt đầu hai anh em lủi ra rừng cả nhà. Ôi. Sợ mà tới. Sợ. Có gì đâu sợ hả?
buổi chiều nay á, trời mù đen mà ông trời không có đổ cơn mưa cả nhà. Bắp nghĩ là nếu mà mưa là nửa đêm á, mưa lớn luôn á cả nhà mình. Tính là chạy ra khỏi rừng á, ra đường chính đó cả nhà, là mất khoảng 20 phút đồng hồ. Chỗ đó anh Tới hơn 20 hả? Chỗ 20-25 á, 20-25 phút đấy cả nhà. Cái con đường chỗ này á khó để đi cẩn thận anh đấy, chuẩn bị lên dốc. Này cả nhà, từ từ anh thấy không, trường lắm á, trượt lắm á. Thắng lết bánh luôn cả nhà.